Đoạn làm dầu dừa. Đây là nước dừa sau khi đã xay và lọc. Sau khi lọc xong nước dừa thì nước được cho vào tủ lạnh để đông. Sau khi nước dừa được đông thì sẽ lấy phần dầu dừa ở nổi lên trên. Đây là phần dầu dừa đã nổi lên phía trên và phía dưới là nước. Chúng ta sẽ lấy phần dầu dừa ở trên để chiên. Đây là dừa sau khi được chưng khoảng trên 3 tiếng. Tiếp sau đây chúng ta sẽ lọc để lấy dầu dừa. Và đây là sản phẩm cuối cùng, dầu dừa.